trái tim đến trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi. Trái tim, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, hai chúng ta chung một mái nhà, là ngày hạnh phúc đang về bên ta. Từ trái tim đến trái tim, trăm nỗi vui cùng ngàn tiếng cười, ta nắm tay xin chào mọi người và tình yêu tới cho nhau một đời. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly dịu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã khung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đôi ta. Vui lên đi trong phút giây này, ca lên đi cho tình xanh mãi, đẹp đóa hoa hồng thơm ly rượu nồng, rộn ràng ngày cưới từng ngày đời mong. Vui lên đi thỏa nỗi mong chờ, cho quên đi bao ngày mong nhớ, rộn rã cung đàn yêu thương ngập tràn, một cuộc đời mới đang chờ đợi. Còn nếu không đời buồn ra sao,
anh luôn mong em cho anh tình yêu khi nào. Anh yêu em nhưng anh đâu biết chăng cớ sao. Đời sẽ vui khi được yêu. Buồn biết bao chẳng được ai yêu. Đôi ta yêu nhau bao nhiêu giấc mơ thần tiên. Đừng vội vàng yêu rồi mong quên. Người yêu ơi, tình yêu ơi, để xin mãi luôn được yêu. Dù mai sau đời qua mau thì xin mãi luôn có nhau. Người yêu ơi, tình yêu ơi, để anh mãi mãi yêu em mà thôi. Người hỡi, trọn muôn đời, ha 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 ha.
đường sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp, xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi, băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh sao xuyên lý chung tình. Quan họ người ơi thương tư mà chim sao, sẽ chỉ luôn im thiếp thương chàng. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương
sông hồ. Cho bác song thân hai dòng họ kính mến, cùng toàn thể bạn bè thiếu gần xa của hai em Thanh Hiền và Văn Diễn thân mến, trải qua lần tìm hiểu chín mùi của đứa bạn trẻ, Văn Diễn và Thanh Hiền được sự nhất trí tác hợp của đứa bên gia đình và được sự quan tâm của chính quyền địa phương cơ sở xã Xuân Hòa và xã Xuân Vinh đã tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, đã nhất trí đăng ký kết hôn cho hai em chính thức nhân vợ và thành chồng. Đặc biệt hơn nữa thì hai em chúng tôi đã được trao sứ ban thánh lễ phân phối trên thánh đường nguy nga. Để rồi hai gia đình họ trai và họ gái chúng ta đã chọn ra người hình thắng tốt của ngày hôm nay, là ngày đẹp nhất, là ngày đôi bên gia đình chúng tôi sẽ long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn 10 phút cho năm cho lòng tôi Thanh Hiền cùng sánh duyên với chồng rể Văn Diễn tại chân phòng cưới của gia đình họ nhà trai theo địa chỉ xóm 10 xóm Xuân Hòa của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và này, với sự ấn định của đôi bên gia đình cũng như trưởng đoàn thì gia đình họ gái chúng tôi đã chính thức được chào đón tới tất cả các quý vị đại biểu, các cụ, các bà, các chị, các bạn trẻ của hai em. Chúng ta đã bước trước thời gian vàng ngọc của mình và đã trở về tới gia đình họ ái tư trong buổi trưa ngày hôm nay. Để rồi chúng ta cùng nhau mời nước, mời thuốc, mời trà và cùng tham dự chương trình lễ đón dâu của họ trai sẽ được tổ chức tại thôn cưới của gia đình họ ái tư trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời chào trân trọng, lời kính chúc tốt đẹp và chúc buổi vui lễ vẹn cho tôi trong buổi trưa ngày hôm nay thành công với trong sự như ý và vạn sự như mơ, cùng nghìn lần bất ngờ và tỷ lần hạnh phúc. Chúc hai em trong năm tỉnh viên mãn, trọn đời người thương. Quý vị với họ trai với niềm mong đợi cũng như sự chuẩn bị đã từ lâu, đã chọn ngày, chọn tháng, rồi chọn cả bồn cao để rồi trở về họ gái đón dâu giờ này. Và để mở đầu chương trình đón dâu của buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức nơi xin trân trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai thể hiện diện trước sân khấu của gia đình họ gái chúng tôi sẽ có lời phát biểu và sẽ có cơ chầu tâm lễ. Để rồi xin dâu trân trọng kính mời. Trọng kính các cụ, các ông, các bà trong hai dòng họ, thay lời cho đoàn đại biểu họ trai chúng tôi xin gửi tới quý cụ, quý ông bà trong họ lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Kính thưa các cụ, ông bà, ông trù mậu, chúng tôi xin hạ được cháu Diễn và ông bà trưởng Chu xin hạ được cháu Hiền. Hai cháu đã có thời gian để yêu thương nhau và ôn luyện kinh văn giáo lý cũng như cách sống ở ngoài đời. Để đến ngày hôm nay, hai cháu đã lãnh nhận phép đạo luật đời một cách đầy đủ và sốt sáng. Hôm nay trong họ chúng tôi và là gia đình ông bà ông trùm có cơ chầu lên
để xin dâu và kính mời các cụ, các ông trong họ, ông ạ trưởng Chu và các bạn bè thanh niên nam nữ về tại hôn trường, tại gia đình họ trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, vừa rồi thì vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai trước tiên ông có lời phát biểu và có lời cơ chầu để rồi xin dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để tiếp nhận cơ chầu của gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức đơn trang cũng xin trọng kính mời và giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái chúng tôi sẽ tiếp tục có lời phát biểu và tiếp nhận cơ chầu để rồi trao dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trọng kính mời. Kính thưa các quý ông, cô ông, cô bà, cô dì, cô bác trong thân hai dòng họ, được phép đại diện họ nhà gái hai bên gia đình ông bà trưởng Chu chúng tôi và ông bà trưởng Mậu đã sinh, mời ông bà trưởng Chu sinh cháu gái, ông bà trưởng Mậu sinh cháu trai, hai cháu hai bên gia đình đã vun trồng, hai cháu đã đến tuổi trưởng thành và hai cháu đã nhất trí sống trọn cuộc đời trăm năm với nhau. Vậy hai bên về luật đạo luật đời các cháu đã chu toàn và hai bên gia đình đã chọn ngày hôm nay để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu tại hôn trường họ nhà trai. Vậy giờ này được phép đại diện họ nhà gái, tôi xin phép quý của ông của bà cô dì chú bác để được phép nhận cơ chầu cho cháu gái chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay thì với sự chứng kiến của đôi bên gia đình quan viên tắm họ thì vào giờ này ban tổ chức trọng kính mời quý vị bên trên và các bạn chúng ta sẽ mời một trang phó tác đồng nhận để chúc mừng đôi bên gia đình và điều hành quốc hạnh tươi trong buổi chương hôm nay. Với ưu trường đoạn của gia đình họ nhà trai đã chính thức trao nhận cơ chầu để rồi gia đình họ gái chúng tôi tiếp nhận cơ chầu để rồi xin trao dâu trong buổi chương hôm nay. Vâng, cơ chầu sau đấy thì ban tổ chức trọng kính mời đại biểu đại diện với gia đình họ gái chúng ta sẽ mang về phía trang trọng nhất ở trong nhà. Để ít phút nữa chúng ta sẽ làm tục thắp hương thiên chúa cũng như vật thờ gia tiên trong buổi chương ngày hôm nay. Để rồi sống sao chọn đạo lòng dâu trên đời. Vâng, lời cháu bác dạy rồi, dâu hiền dệt thảo sẽ chọn người con ngoan. Công việc nhà cửa thì hai em sẽ đảm đang, còn công việc xã hội thì giỏi giang sớm chiều. Quanh phúc rồi sẽ có tình yêu. Hai em hãy nhớ để rồi chia đều hiếu chung. Đó là những lời phát biểu rất ngắn gọn nhưng mang đầy xúc tích của hai vị đại biểu đại diện cho hai gia đình trong chương trình xin và giao lưu trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai em tôi gặp nhau trong thời điểm này, rồi con chim đường ngõ có hót cho hay. Gió có thổi xin gió đừng đổi thay lòng người. Hoa ôm ngày cưới đây rồi, hoa vui hoa nở, hoa đã cười mừng duyên. Hẹn rằng đến hẹn lại nên, trai tài gái đảm thủy chung má kề. Yêu nhau thì văn diễn đã chơi tròn lời thề. Hẹn ngày đám cưới sẽ đón thanh hiền về nằm dâu. Vào tuần này ban tổ chức tôi cho kính mời quý vị, quý chị và các bạn chúng ta sẽ lời một chàng với tay lồng nhiệt để trợ giúp cho rể vẫn diễn. Em hãy ôm bộ hộ bó hoa tươi thắm nhất của mình và phòng trang điểm cá nhân của gia đình để cho tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng như bàn thờ gia tiên để đọc tục trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời tới quý vị, anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đứng dậy và hướng về phía long trọng nhất ở trong nhà để cùng với hai em chúng tôi dâng lời cầu nguyện trước bàn thờ Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào rồi cho nắng mưa.
xin mời đôi bạn trẻ vái trước bàn thờ Thiên Chúa và xin chờ trước bàn thờ Gia Tiên và Đất Hương để kính nhớ Thiên Tổ. Và xin hội trường chúng ta an toàn. Này, ngồi sổng đây đi, ngồi sổng đi, như thế rồi. Gà sắp xì, gà vui quá vui, tiếng cười mừng, bên hoa sắp đời. Gà mặt hò, đều tươi như hoa, tất vốn gian làm báo công an. Lời ca chúc, chúc cho hai người, hãy sinh người. Và khuôn mặt trái xoan đầy chịu mến. Một ngày đã hát chúng tôi đã ôm bó hoa tươi thắm tất của mình và đã trở về. Chúc mừng vòng cưới của tụi mình. Để rồi hôm nay thì chính thức mẹ đẻ hoàng gia cũng như mẹ chồng đón nhận con công tử này. Một ngày bắt đầu chúng tôi cho kính mời hai bà mẹ của chú rể cũng như bà mẹ của cô dâu. Chúng ta sẽ ra chúc mừng vòng cưới của gia đình để chúng ta làm cùng nhau dâu và nhận rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhà quay camera chúng ta đã có lòng giúp đỡ gia đình, đặc biệt là trợ giúp hai em ghi lại những kỷ niệm đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước tiên chúc mừng tới với gia đình là gửi tặng gia đình về phía làng dâu sinh gồm bố mẹ các anh các chị và các em. Quân xin cảm ơn tới chúc mừng mời được là nhiếp ảnh nhà quay camera. Chúng ta đã liên tục mở rộng ống kính đã và đang ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất. Có lời mời tới gia đình họ gái chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Kính thưa các cụ trong hai trường hộ, kính thưa đại biểu khách quý đôi bên gia đình, thưa ban nhạc trẻ Mạnh Giáp, thưa bạn thân hữu của hai cháu, thưa toàn thể hội hôn, được sự nhất trí của đôi bên gia đình cho ngày hôm nay là ngày rất đẹp. Được qua ý kiến của hai vị đại biểu đại diện, tức là cho hai họ đã có ý kiến. Giờ này tôi xin được đại diện cho ông bà ông chủ mẫu của họ nhà trai chúng tôi xin trọng kính mời quý cụ ông cụ bà và các đại biểu cũng như bạn bè thân nữ của họ nhà gái cùng với họ nhà trai chúng tôi dẫn cháu về tổ chức lễ thành hôn tại gia đình ông bà ông chủ mẫu và họ nhà trai chúng tôi. Trước khi mình xin kính chúc hai họ toàn thể hôn an khang thịnh vượng trong Chúa, xin chân thành cảm ơn. Vâng, quý vị, các anh chị và các bạn, chúng ta vừa lắng nghe những lời phát biểu và lời mời chân thành nhất tới của phụ nữ đại diện gia đình họ nhà trai từ gia đình họ gái chúng ta chương trình dẫn dâu trong buổi chương ngày hôm nay. Và từ này thì thân hộp của ban của chúng tôi đã chính thức đến giờ thăng long hoàng đạo là giờ đón dâu của phái đoàn nhà trai. Một lần nữa ban tổ chúng tôi kính chuyển lời mời của phụ nữ đại diện cho gia đình họ nhà trai kính trọng kính mời tới các phụ nữ khách quý, các phụ, các bác bà, cô dì, chú bác sang tới đây đồng hồ cùng toàn thể bạn bè nữ đồng sao của ông. Chúng ta sẽ tổ chức được đồng hồ của mình. Xung vầy vui trong hạnh phúc và đôi tay thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta.
kể chuyện thuở xưa bên đêm hồng đùa vui trẻ thơ. Từ khi sánh vai nên đôi bạn thuyền, đêm về nghe con khóc vui triền miên, lời ru trong đêm vắng với tình nhịp bước qua hai tắt lên.
Xuân Hòa, huyện Xuân Trường. Khi đến cầu thì tới giờ này hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể, hai em ơi hãy đặt bó hoa tại bàn cưới và hai em hãy cùng đứng dậy trước huân trường của gia đình chúng tôi, và đôi bạn trẻ sẽ cùng sánh bước bên nhau để trở về trước bàn thờ Thiên Chúa và bàn thờ Gia Tiên để chúng ta thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây vâng vì đâu mới có ngày hôm nay. Những giây phút hạnh phúc nhất mà đôi bạn trẻ đã nhận được từ Thiên Chúa ở bề trên ban tặng hôm nay đây, trước bàn thờ của Thiên Chúa và Gia Tiên, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau trở về trước bàn thờ Thiên Chúa để làm lễ tạ ơn Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hai cháu đã hướng về bàn thờ tổ tiên. Cháu được dâng nén hương, bày tỏ lòng kính nhớ tri ân và thắp lên ngọn nến bày tỏ quyết tâm rạng rỡ tổ tiên và vinh danh Thiên Chúa. Xin các bậc tiền nhân cầu cử cho hai cháu được hạnh phúc trăm năm, sống đẹp lòng cha mẹ hai bên, chu toàn các trách nhiệm hôn nhân và gia đình theo đúng ý Thiên Chúa. Hai cháu vái hai vái và thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. Xin kính mời quý hai dòng họ an tọa, mời nước mời thuốc để chúc lỡ buổi thành hôn cho hai cháu. Xin tân trọng. Vâng, họ nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để chính thức dự buổi lễ thành hôn của chú rể Văn Diễn sánh duyên cùng cô dâu Thanh Hiền. Lời đầu tiên cho phép tôi là người làm công tác chương trình cùng cô dâu và chú rể không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm tạ tất cả quý vị đại biểu, quý anh quý chị và các bạn. Kính chúc quý vị anh chị và bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho chương trình buổi lễ thành hôn của Văn Diễn và Thanh Hiền được thành công. Tất cả quý vị, chúng ta hãy đổi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Rồi thì tất nhiên tràng pháo tay với những bông hoa, pháo đài kính chúc quý vị như là những sắc bầu của mùa xuân để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một tình yêu đã được cha thánh xứ ban phép với bà bí tích hôn phối tại thánh đường, một tình yêu mà đã được chính quyền địa phương xã Xuân Vinh, xã Xuân Hòa công nhận kết hôn cho đôi bạn trẻ lên vợ lên chồng. Và chính thức hôm nay họ đã trở thành một gia đình mới, gia đình thánh gia đình của xã hội tương lai, trong khi đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển và đổi mới từng ngày. Kính thưa quý vị, quý anh quý chị và các bạn, trong giây phút trọng đại của ngày hôm nay, trong niềm phấn khởi nhất, chú rể và cô dâu họ đang tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim cùng hòa chung một nhịp đập giai điệu của tình yêu và hạnh phúc, đã nói lên rằng
đã trải qua những thời gian 5 tháng tìm hiểu, rồi đôi bạn trẻ đã cùng sánh bước bên nhau. Ngày hôm nay, chính thức họ đã nên vợ nên chồng. Kính thưa quý vị, với sự có mặt hiện diện của các vị đại biểu hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu gồm có các vị đại biểu khách quý, các cụ, các ông, các bà, các bậc cha chú bác anh, các chị và các bạn trẻ đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường và đến từ các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định, và có các vị đến từ nơi rất xa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và rất nhiều những nơi khác cũng trở về đây để cùng chung tay vun đắp cho tình yêu của đôi bạn trẻ. Kính thưa quý vị, để chào đón tất cả quý vị hôm nay, chúng ta tiếp tục nổi một tràng pháo tay để nhiệt liệt đón chào tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay. Vâng, xin cảm tạ tất cả quý vị, quanh quý chị và các bạn thật là đông vậy. Ngày hôm nay pháo nổ rộ hồng, mà ngày hôm nay thì chính thức Diễn là người chồng thủy chung. Kính thưa quý vị, quanh quý chị và các bạn, để bước vào chính thức chương trình buổi lễ thành hôn. Lúc này thì kính thưa quý vị, chức hôn trường của gia đình chúng tôi đã có tháp rượu. Vâng, ban của hồ đã chuẩn bị chu đáo tháp rượu chức hôn trường. Những ly rượu được xếp từ cao xuống thấp, nói lên rằng đó là cung bậc của tình yêu. Giữa tháp rượu đó là đôi thiên nga, biểu hiện rằng đôi bạn trẻ tung cánh trong bầu trời tình yêu và hạnh phúc. Hôm nay đây, sau ít phút nữa thì tháp rượu này sẽ được cô dâu và chú rể thể hiện với những làn khói trắng, thể hiện tình yêu trong trắng của đôi bạn trẻ đã trải qua suốt mấy năm trời. Khi gia đình họ gái bước lên sân khấu, xin trân trọng kính mời vị đại biểu. Vị đại biểu số 2 ban tổ chức xin trân trọng kính mời vị đại biểu trưởng đoàn của gia đình họ trai, xin trân trọng kính mời vị đại biểu. Vị đại biểu tiếp theo ban tổ chức xin trân trọng kính mời vị đại biểu thân sinh của cô dâu, đó là ông bố của cô dâu, xin trân trọng kính mời vị đại biểu. Vị đại biểu tiếp theo ban tổ chức xin tổ trân trọng kính mời là vị đại biểu thân sinh của chú rể, đó là ông bố của chú rể. Vâng, xin tổ kính mời vị đại biểu trưởng đoàn của gia đình họ gái, trưởng đoàn của gia đình họ trai. Và xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu là thông gia, đó là hai ông bố của cô dâu và chú rể, xin trân trọng kính mời ông Trần Tiến bước lên sân khấu. Vâng, xin trọng kính mời vị đại biểu. Vâng, xin trọng kính mời hai vị đại biểu thân sinh của cô dâu và chú rể ạ. Xin mời ông bố của chú rể và ông bố của cô dâu. Đều trưởng đoàn đứng vào giữa. Vâng, xin trọng kính mời ông bố của cô dâu ạ. Và lúc này đây, xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, anh chị và các bạn chúng ta cùng hướng mắt về trên sân khấu của gia đình chúng tôi, và nhất là những nhà quay phim nhà như vậy. Vâng, xin mời nhà như vậy. Lúc này thì xin mời cô dâu chú rể hai em hãy
phố ạ, này dành chỗ ở bên dưới để cho hai con của mình. Và kính thưa quý vị, nhiệm vụ đầu tiên là gì? Và sau đây xin mời cô dâu em hãy giúp cho chú rể chuyển ly rượu cho chú rể để chú rể mời các vị đại biểu bên họ nhà gái trước ạ. Vâng, kính thưa quý vị. Và lúc này thì theo thứ tự là chú rể lại về vị trí của cô dâu và giúp cho cô dâu chuyển những ly rượu hồng để mời các vị đại biểu của gia đình họ nhà trai thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và ghi nhớ công ơn trời biển của cha của mẹ là đấng sinh thành dưỡng dục. Và cô dâu có chú rể hôm nay đây cũng đã trải qua những thời gian 5 tháng và kính thưa quý vị, bao năm mong đợi, bây giờ là đây những ly rượu hồng và hai con được mời bố mẹ để cùng nâng ly chúc mừng. Và kính thưa quý vị, quý quý trình và các bạn xin mời quý vị. Vâng, xin mời cô dâu và chú rể hai em hãy cùng nâng ly của mình. Và xin mời cô dâu chú rể hãy quay về trước các vị đại biểu để chúng ta chuẩn bị nâng ly để chúc mừng. Và từ đây thì những ly rượu hồng rất là hạnh phúc và cô dâu chú rể mời các vị đại biểu đại diện hai bên gia đình hai tổ họ tất cả mọi người chúng ta cùng đồng hành trong hôm nay để chúc mừng cho ly rượu giao duyên hai bên gia đình hai tổ họ. Xin mời quý vị hãy cùng nâng ly chúc mừng. Và kính thưa quý vị, hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể tiếp theo đây xin mời đại biểu trưởng đoàn hãy bắt tay nhau thắm thiết ạ. Và xin mời hai ông thương gia hãy cùng bắt tay nhau ạ. Vâng, xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn các vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình hai dòng họ và đây cũng là giây phút là hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể họ đã có được trong ngày cưới. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình sẽ dành riêng cho cô chú rể. Hai em hãy khoác tay nhau để cùng uống ly rượu trong ngày cưới hôm nay rất là tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Xin mời các nhiếp ảnh hãy ghi lại hình ảnh đẹp nhất. 1, 2, 3. Vâng, xin mời cô dâu chú rể. Và kính thưa quý vị, xin mời chú rể hãy tiếp tục hướng mắt về phía cô dâu và hai em. Chúng tôi đến từ 1 đến 3 thì hai bạn hãy trao cho nhau một nụ hôn thật nồng cháy nhé. Vâng, kính thưa quý vị, rất là tình yêu, rất là tình cảm, rất là hạnh phúc với sự quan của tất cả quý vị cùng cổ vũ động viên cho cô dâu chú rể. Hôm nay các bạn trẻ sẽ cùng nhau cắt những chiếc bánh chia ngọt sẻ bùi phúc trong các đường đời. Các bạn trẻ sẽ mãi mãi yêu nhau, cùng che chở cho nhau lúc thường cũng như là lúc gặp khó khăn. Và chiếc bánh đầu tiên đó là chữ trung, chữ hiếu, chữ tình. Vâng, kính thưa quý vị, chiếc bánh trên cùng là nguyện để ơn cha và chữ trung, chữ hiếu phần mẹ. Chúng ta chữ tình xin mời cô dâu chú rể hãy cùng tay nhau để cắt chiếc bánh trên cùng. Vâng, chúng con hôm nay đây xin hứa với cha với mẹ rằng, xin hứa với ai họ rằng chúng con sẽ mãi mãi yêu nhau, hãy bên nhau và hạnh phúc như gia đình chánh xa. Và hôm nay đây đôi bạn trẻ đã thực hiện ước nguyện của mình từ mấy lâu nay. Xin mời cô dâu chú rể hãy cắt chiếc bánh tiếp theo trong chương trình buổi chiều nay. Vâng, như vậy là chiếc bánh của cô dâu và chú rể đến đây đã được hoàn tất. Xin mời hai em hãy về vị trí của mình để tiếp tục cho chương trình buổi lễ tạnh hôn trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, thời gian lúc này thì cái đồng hồ đã điểm là 12:30 rồi, thời gian cao điểm. Và cũng do điều kiện vì thời gian, kính thưa quý vị, quý chị và các bạn đã trải qua những tiệc rượu và tiệc bánh rất là tràn đầy niềm vui hạnh phúc với sự cổ vũ động viên của tất cả quý vị anh chị các bạn cùng mang về đây để chúc phúc tình yêu cho hai em chúng tôi. Trong những các hồ lời đầu tiên cho phép tôi được đại diện cho gia đình họ nhà gái có lời chào thăm kính trọng tới các cụ, cô, các bà, các bậc cô dì, cha bác trong thân hai dòng họ một lời chào kính trọng nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì, cha bác, kính mến, thưa toàn thể bạn bè thân yêu của hai cháu hôm nay thân mến, trải qua tháng thời gian được hương Chúa thương ban, cháu bà trưởng chú chúng tôi sinh thành ra cháu Hiền, ông bà chủ mẫu sinh thành ra cháu Diệp, hai cháu đã lớn lên và đến tuổi trưởng thành. Đầu tiên hai cháu quen nhau trong tình bạn và dần lớn lên trong tình yêu.
hai cháu nhìn thấy ở nhau sẽ trở thành một gia đình công giáo thánh thiện. Hai cháu về thưa với cha mẹ đôi bên để cha mẹ sắp xếp với công việc hai cháu học kinh văn giáo lý và tất cả những thủ tục. Hôm nay đời và một công giáo đã hoàn tất, thế thì hai bên gia đình chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức ngày hạnh phúc trăm năm cho hai cháu hôm nay. Hai cháu nhớ cho rằng hai cháu phải sống sao cho thành dâu hiền thề thảo để đáp lại công ơn sinh thành của cha mẹ hai bên. Và đối với các cụ, các ông, các bà trong hai dòng họ, hai cháu phải lấy phép và kính trọng. Trước khi nhìn lời, tôi xin được kính chúc tới các cụ, các ông, các bà, các bậc cô dì cha bác nội ngoại song thân hai dòng họ một lời kính chúc và chúc mọi người bằng an trong Chúa. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của một vị đại biểu cao cả được đại diện cho gia đình họ Thái, đại diện cho bố mẹ của cô dâu trở về đây dự và phát biểu chúc phúc tình yêu cho hai cháu của mình. Quý chị và các bạn, để trở lại với chương trình tiếp theo của buổi trưa ngày hôm nay, để đáp lại tình cảm chân thành quý mến của các vị đại biểu, các cụ, công tác bà, các bậc cha chú bác, anh chị em đã có mặt hiện diện ngày hôm nay để cùng dự chương trình buổi lễ thành hôn và được đón nhận lời phát biểu của gia đình họ Thái. Tới giờ này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời lời phát biểu chân thành của một vị đại biểu đại diện gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời ông trở về sân khấu có đôi lời phát biểu chúc mừng và cảm tạ tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời vị đại biểu. Bên vuông bên chồng nay đã chính thức tương hòa kết trái để tới gia đình ông bà ông ở đây một họ đón một đám cháu ở đây được các cụ bớt chút thời giờ vàng ngọc để dự buổi lễ thành hôn trăm năm cho hai cháu. Và các cháu cũng nhớ những lời một cụ đại diện đại biểu cho nhà gái đã căn dặn các cháu. Vậy cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các bậc cao hiền, cô dì chú bác, các vị khách quý, bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu lời chào tốt nhất và bình an trong cuộc sống. Xin cảm ơn lời phát biểu chân thành quý mến của vị biểu trưởng đoàn gia đình hoàng trai ông đã phát biểu chúc mừng và chúc phúc tình yêu cho hai cháu hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Vâng, với những lời phát biểu rất tràn đầy ý nghĩa hôm nay còn có những phong thư xanh đỏ tím vàng bên trong còn chứa đựng muôn vàn tình thương rất vinh dự và tự hào. Hình ảnh đẹp nhất của cô dâu và chú rể hôm nay họ còn được đón nhận món quà rất có ý nghĩa trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các vị, lúc này chương trình trao quà tặng phẩm, ban tổ chức xin chân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy đứng dậy trước hậu trường để hai em chuẩn bị đón nhận quà tặng phẩm của tất cả các vị anh chị và các bạn cùng trở về đây để trao tặng cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa các vị, người trao quà tặng phẩm đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức xin chân trọng kính mời mẹ thiêng liêng, mẹ ký. Vâng, xin chân trọng kính mời bà mẹ thiêng liêng trở về hậu trường để trao quà tặng phẩm. Rất trân trọng xin bái đầu và con đã điểm bàn hôm nay đây thì rất hiện diện cho người mẹ đã được về dự và chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của con mình. Bà đã trao quà tặng phẩm, xin mời bà hãy trao quà tặng phẩm cho người con của mình. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Vâng, xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn bà và kính chúc bà mãi mãi mạnh khỏe và an khang trường thọ. Và tiếp theo chương trình trao quà tặng phẩm, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời vị đại biểu đại diện cho mẹ giới trẻ. Và lúc này thì hình ảnh mẹ giới trẻ đã trao thành rất có ý nghĩa trong ngày cưới và chúc cho đôi bạn trẻ luôn được hạnh phúc như gia đình thành ra. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình trao quà tặng phẩm xin trân trọng kính mời anh chị Dung Linh. Vâng, xin mời anh chị Dung Linh lên trao quà tặng phẩm. Xin mời anh chị Dương Nga hãy chuẩn bị. Sau chương trình trao quà tặng phẩm của anh chị Dương Nga là hai em điểm nhài, hai em đắc hương. Vâng, xin mời các vị đại biểu chuẩn bị.
mời anh chị Dương Nga của chú rể. Xin mời hai em điểm ngày. Và xin mời hai em tác hưởng chuẩn bị. Xin mời hai em tác hưởng chuẩn bị. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời hai em tác hưởng. Và mời con thiêng liêng của chú rể chuẩn bị. Con thiêng liêng của chú rể. Cảm ơn. Xin mời con thiêng liêng của chú rể. Còn đây thì con thiêng liêng của chú rể đã chuẩn bị cho con đường để trao quà tặng phẩm cho hai bố mẹ của mình và chúc cho hai bố mẹ sang năm hạnh phúc. Xin mời hội bạn thân của cô dâu. Xin mời hội bạn thân của cô dâu. Của cô dâu. Vâng, kính thưa quý vị, một tấm hình của gia đình chúng ta rất là hạnh phúc và hội bạn thân sẽ tiếp tục cô dâu chúng ta mang lại hạnh phúc như gia đình chúng ta. Và hôm nay đây thì tất cả quý vị, những người bạn thân của chúng ta và tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay ạ. Vâng, chúc cho bạn trẻ luôn hạnh phúc như gia đình chúng ta. Và tấm hình hôm nay thì hội bạn thân đã dành tặng và rất là chương trình trong hội vợ tổ chức. Xin trân trọng kính mời bố mẹ Hoàng thiêng liêng, bố mẹ Hoàng. Và xin mời anh Tài hãy chuẩn bị. Vâng, từ đây là người mẹ đại diện cho bố mẹ Hoàng thiêng liêng lên trao quả tặng phẩm. Và lúc này hình ảnh của mấy anh chú rể đó là anh Tài sẽ trao quả tặng phẩm. Chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau. Vâng, kính thưa quý vị. Và cái tình huy chương trình trong quả phẩm còn rất là dài, còn trên 200 phút và chương trình trong quả phẩm. Và chúng tôi cũng xin được chuyển sang vào chương trình sau. Và kính thưa quý vị, rất là hình ảnh của cô dâu và chú rể. Và một rất là hạnh phúc và điều mong đợi lớn nhất của cô dâu vào giờ này. Kính thưa quý vị, bao năm mong đợi bây giờ là đây. Mẹ hiền ơi chiến thắng mười mưa, mẹ đã nuôi anh ấy khôn lớn trưởng thành. Mẹ hiền nay đâu có phải của riêng anh, mà mẹ hiền là mẹ của cả hai đứa mình. Và mẹ ơi con đã về đây, xin mời bà mẹ chính thức ra đón nàng dâu trẻ bước vào phòng loan để chuẩn bị cho bữa tiệc buổi ngày hôm nay. Và xin chân thành kính mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về sân khấu của gia đình và bà mẹ của chú rể chính thức được đón nhận đứa con dâu của mình. Và xin mời bà hai mẹ con hãy quay về phía nhau được không ạ? Hãy ôm nhau thắm thiết để cho các nhà nhiếp ảnh và quay phim ghi lại hình ảnh trang trọng nhất của ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy được một tràng pháo tay nữa. Mẹ đã cho con dòng suối yêu thương, bà mẹ quê tôi đã trông nom. Vâng, kính thưa quý vị, quý anh chị và các bạn, lúc bây giờ chưa thì chúng ta sao quên
thầy chúng con nguyện danh cha ca sáu hóa cha chỉ đến đi cha thời hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực cả ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con sợ trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tôi xin mời các cụ công trong dòng họ và toàn thể con ta đơn gốc để mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu ạ. Xin mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau chúc họ hạnh phúc nè ta cùng nâng ly. Một hai ba yo mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3, yo! Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha, ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng. Mình mừng cô dâu chú rể thương nhau chúc họ hạnh phúc nè ta cùng nâng ly. Một hai ba yo mời bạn nâng ly ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. Một, hai, ba, yo. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đẻ bầu. Mừng người ta vui lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. Một hai ba vô. Xin mời bố mẹ Thế Hà, bố mẹ Lâm Sao. Cứ để cho cái cà van nó bay rồi. Vâng, với sự ủy quyền của các quý vị trong danh sách tặng quà hôm nay, có tất cả các thành viên đội ủy quyền đã tiếp tục bước lên sân khấu để trao quà tặng quà. Xin mời chú Thành, em Hoài. Mời em Hoài là em gái của cô dâu. Em Hoài và em Tuyết, xin mời các đại biểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin mời em Tuyết. Mời con Linh, con đỡ đầu của cô dâu. Con Linh, con Linh, em Yến Vi chuẩn bị. Em Hằng, xin mời em Yến Vi, em Hằng, em Mi. Đâu em Hằng, em Mi đâu ạ? Em Bi. Và rất trân trọng ở đây này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông bà ngoại của cô dâu. Xin trân trọng kính mời ông bà ngoại của cô dâu. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Xin mời bác Thành Hồng. Xin mời bác Thành Hồng của cô dâu. Bác Thành Hồng, bác Căn Lam, chú gì Lộc Tươi, xin mời các đại biểu chúng ta chuẩn bị. Xin mời bác Thành Hồng ạ. Vâng, xin cảm ơn. Và xin mời bác Căn Lam, chú gì Lộc Tươi chuẩn bị. Xin mời bác Căn Lam ạ. Xin mời bác Căn Lam, xin mời chú dì Lộc Tươi. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời chú dì Lộc Tươi ạ. Và xin mời chú dì Băng Tốt. Chú dì Băng Tốt. Anh Thiếu, anh Thụy, chú gì Băng Tốt ạ. Vâng, anh Thiếu, anh Thụy, anh Công, xin mời anh Thiếu, anh Thụy, anh Công ạ. Vâng, đại diện trao quà đặc phẩm cho anh Thiếu. Anh Thụy, anh Công. Và xin mời em Quốc Cường. Xin mời anh Quốc Cường ạ. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là đại biểu đã đại diện cho tất cả những người anh, người chị trao quà tặng phẩm. Và chúng tôi cũng xin được tiếp tục đón nhận danh sách của tất cả quý vị gửi về ban tổ chức chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để tiếp tục trao quà tặng phẩm. Vâng, tôi được phép đại diện họ nhà gái. Xin chân thành cảm ơn quý họ, các cụ, cô dì, chú bác cùng các cậu mợ trong họ nhà trai đã đón tiếp họ nhà gái chúng tôi một cách rất là nhiệt thành. Vậy giờ được phép đại diện họ nhà gái, tôi xin kính chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc và xin cầu chúc quý họ nhà trai an khang và thành đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn đã quý họ nhà trai đã tiếp đón quý họ nhà gái chúng tôi chú đáo. Xin chân thành cảm ơn.
Vâng, thì là lời phát biểu cảm ơn trước hội trường của các đại biểu cao cả được đại diện cho phái đoàn gia đình họ gái đến từ quê hương Sóc Xuân Vinh đã phát biểu cảm ơn trước hội trường. Ông đã cảm ơn với sự đón tiếp rất nồng nhiệt của gia đình họ trai dành cho gia đình họ gái trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, có được sự thành công lớn nhất của buổi lễ thành hôn của hai em chúng tôi hôm nay là với sự góp mặt với tình cảm rất chân thành cao quý của tất cả quý vị, quý cụ, quý ông, quý bà, các bậc cha chú bác, anh chị và các bạn trẻ. Vâng, kính thưa quý vị, để trước khi phái đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái ra về, và thời này ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời lời phát biểu chân thành quý mến của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai trở về trước hội trường để phát biểu cảm ơn. Xin trân trọng kính mời vị đại biểu. Kính thưa các cô, các ông, các bà, kính thưa tất cả các quý vị quý, toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ gần xa của hai cháu, lần đầu tiên cho phép bà tôi thay mặt cho gia đình nhà trai xin gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, các quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả các cụ, các ông, các bà, đặc biệt là đoàn cao cả của họ tộc họ gái, thật là niềm hạnh phúc cho đôi bên dòng họ chúng ta đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu hôm nay, được sự vun trồng của đôi bên gia đình, đôi bên dòng họ. Và hôm nay đoàn đại biểu họ gái về đây dự lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi, chắc có lẽ giờ phút này thay mặt cho họ trai xin cảm ơn sự hiện của đông đủ của họ nhà gái rất nhiều, cùng tất cả các cô, các bà, các quý vị quý, quý của đôi bên dòng họ chúng ta đã vun trồng. Và đặc biệt ngày hôm lễ của hôm nay đã được tổ chức thành công, thay mặt cho họ gái, xin lỗi quý vị, thay mặt cho họ trai và thay mặt cho gia đình đồng bào chúng mẫu xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả các cô, các bà rất nhiều. Một nữa xin kính chúc sức khỏe các cô, các bà có một sức khỏe dồi dào, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Và kính thưa quý vị, trong buổi tiếp của gia đình đồng bào chúng mẫu chúng tôi hôm nay có điều gì thiếu khuyết xin được sự lượng thứ của tất cả các cụ, các bà. Và đặc biệt xin kính chúc tất cả các quý vị chúng ta. Từ ngày hai đứa yêu nhau mòn ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong ba hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm anh, rồi mình xin khóm thúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng của anh và của em, túp lều lý tưởng đó ta xây bằng duyên bằng tình. Không ai mà yêu bằng mình khi ta đứng nhìn một đàn con sinh. Tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Ngày hai đứa yêu nhau mòn nước
đi kiếm liễu xanh kết là mày. Rồi mình xin khóm thúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh. Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Giúp leo lý tưởng của anh và của em. Chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tôi.